Hôm nay Văn sẽ review đến chị top 5 căn khách sạn 4 sao đang được giao dịch tại trung tâm của Sài Gòn. Và căn thứ 5 là căn đáng mua nhất. Hãy cùng Văn tìm hiểu nha. Căn thứ nhất nằm ở vị trí top 5 là căn số 247-249 Lý Tự Trọng, với đơn giá 2.6 tỷ một mét vuông, với chiều ngang là 8.5 m, dài 18 m, công nhận 172 m2 và trị giá 450 tỷ đồng. Ở vị trí top 4 là căn nhà số 11 Khí Sách, với đơn giá 2.4 tỷ một mét vuông, chiều ngang 25 m mặt tiền, dài 20 m, công nhận 500 m2, trị giá 1.200 tỷ. Đứng ở vị trí top 3 là căn nhà số 140 Lý Tự Trọng, với đơn giá 2.3 tỷ một mét vuông, chiều ngang 12.5 m, dài 32 m, nở hậu 15 m, diện tích công nhận trên sổ 469 m2, và tòa này trị giá 1.100 tỷ. Top 2 với đơn giá 2 tỷ đồng một mét vuông là căn khách sạn số 12 Lý Tự Trọng, chiều ngang 20 m, dài 32 m, diện tích công nhận 608 m2, trị giá 1.200 tỷ. Và căn khách sạn giá tốt nhất nằm ở vị trí top 1, đó chính là căn nhà số 3 3A Sư Nguyệt Ánh, với đơn giá chỉ 930 triệu một mét vuông, chiều ngang 24 m, dài 37 m, và tòa này trị giá 850 tỷ đồng. Tường Băng Rêu, nhà môi giới bất động sản trung tâm Sài Gòn.